Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu môn bóng đá nam ASEAN ngày hôm nay 24 tháng 9 thì sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19. Và ngày hôm nay thì Olympic Việt Nam sẽ đọ sức với Olympic Saudi Arabia để chúng ta giành vé chiến đấu cho tấm vé vào vòng 1/8 của môn bóng đá nam ASEAN 19. Trước khi đến với cái lịch thi đấu và bảng xếp hạng của ASEAN 19 thì chúng ta, quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để ủng hộ Thuật Thể Thao ra những video chất lượng hơn và phục vụ quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sau hai lượt trận đầu tiên thì bảng xếp hạng của môn bóng đá nam ASEAN 19 như sau. Tại bảng A thì Trung Quốc dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ hai là Ấn Độ 3 điểm, đứng thứ ba là Myanmar 3 điểm, đứng cuối là Bangladesh. Ở bảng B thì Iran dẫn đầu với 4 điểm, đứng thứ hai là Ả Rập Xê Út 4 điểm, xếp thứ ba là Việt Nam và đứng cuối là Mông Cổ. Ở bảng C, Uzbekistan dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ hai là Hồng Kông, Trung Quốc 0 điểm. Ở bảng này chỉ có 2 đội thôi và mới diễn ra lượt trận đầu tiên. Tại bảng D thì Nhật Bản dẫn đầu với 3 điểm, đứng thứ hai là Palestine 1 điểm, đứng thứ ba là Qatar 1 điểm. Ở bảng E, Hàn Quốc dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ hai là Bahrain 2 điểm, xếp thứ ba là Thái Lan 1 điểm, đứng cuối là Kuwait 1 điểm. Tại bảng F thì Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ hai là Indonesia 3 điểm, xếp thứ ba là Đài Bắc Trung Hoa 3 điểm và đứng cuối là Kyrgyzstan 0 điểm. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại thì ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng giành vé vào vòng 1/8 trước cái lượt trận thứ ba, đó là Trung Quốc tại bảng A, Iran tại bảng B, ở bảng C là có Uzbekistan và Hồng Kông Trung Quốc, tại bảng D là Nhật Bản, tại bảng E đó là trường hợp của Hàn Quốc và tại bảng F đó là trường hợp của Triều Tiên. Theo lịch thi đấu của lượt trận thứ 3, tức là diễn ra vào ngày hôm nay ấy, thì sẽ diễn ra các trận đấu cụ thể như sau. Mình điểm qua các lịch thi đấu của các đại diện của khu vực Đông Nam Á. Vào lúc 15 giờ thì Indonesia đối đầu với Triều Tiên. Đây là trận đấu mà Indonesia chỉ cần có điểm thôi là sẽ giành vé đi tiếp. Trong khi đó thì Triều Tiên đã giành vé đi tiếp rồi. Họ nếu như muốn có chiến thắng để mà bảo toàn cái vị trí Nhật Bản của mình thì chỉ cần một trận hòa thôi. Trong khi đó thì Myanmar sẽ phải quyết đấu với Ấn Độ trong cái việc mà giành vé đi tiếp. Saudi Arabia với Việt Nam thì cũng sẽ quyết đấu với nhau vào lúc 18:10. Cũng vào lúc 18:30 đó là màn so tài của Thái Lan với Kuwait. Do ở Việt Nam không có bản quyền thì quý vị và các bạn không thể theo dõi những cái trận đấu này trên kênh truyền hình chính thống của Việt Nam và có bình luận tiếng Việt. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể xem online được. Quý vị và các bạn có thể xem online các trận đấu này và quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật cái kết quả cũng như là cái diễn biến tiếp theo của môn bóng đá nam ASEAN 19 trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Sau đây chúng ta cũng đi nhận định qua một chút về trận đấu, các trận đấu của các của khu vực Đông Nam Á hoặc các đại diện Đông Nam Á ở cái lượt trận này. Thì trường hợp của Indonesia với Triều Tiên, chúng ta biết rằng là Indonesia ở cái lượt trận thứ hai thì đội bóng này đã gây thất vọng rất lớn khi mà nhận thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa. Chính cái thất bại này khiến cho Indonesia đứng vị trí thứ hai, và cái việc mà Kyrgyzstan chưa giành được điểm nào và đứng cuối bảng ấy thì cái nguy cơ đội bóng này đứng bét bảng là rất cao. Do đó thì Indonesia chỉ cần, ngay cả khi mà thua với tỷ số 1-2 bàn thì Indonesia vẫn có thể đi tiếp rồi. Tại vì cái bảng đấu này thì Triều Tiên đã giành vé đi tiếp rồi, cho nên ở lượt trận cuối cùng thì nhiều khả năng đội bóng này sẽ có toan tính về mặt chiến thuật để mà dưỡng sức cho cái trận đấu tiếp theo. Do đó thì Indonesia hoàn toàn có thể có được điểm hoặc là có được điểm ở trận đấu này để mà bảo toàn cái vị trí nhì bảng của mình. Trong khi đó thì về trường hợp của Thái Lan thì Thái Lan cũng nói chung là cũng không quá khó khăn đâu. Vị trí của Thái Lan ở thời điểm hiện tại là đang đứng thứ 3 tại bảng E. Cái vị trí này họ đang đứng ở trong cái nhóm 3 đội đứng thứ 4 có thành tích tốt nhất. Top 4 đội 3 có thành tích tốt nhất. Thì Thái Lan ở trận đấu này mà gặp Kuwait, chỉ cần không thua thôi là cái cơ hội đi tiếp nó rất là cao, và gặp Kuwait thì nói chung là cơ hội vàng để cho Thái Lan có thể giành được điểm rồi. Còn về trường hợp của Myanmar thì Myanmar hiện tại là đứng thứ 3 cũng có 3 điểm rồi, đúng không? Bangladesh thì biết bảng rồi, thì ở lượt trận cuối này thì cái công việc của Myanmar với Ấn Độ, hai đội nếu hai đội bóng này mà hòa nhau ấy thì dắt tay nhau đi tiếp. Đấy, dắt tay nhau đi tiếp ngay. Trong trường hợp
gần nhất tình nhau đầu tiên, nhưng trong trường hợp là vẫn phải chờ vào kết quả của trận đấu giữa Việt Nam với Saudi Arabia. Bây giờ thì trong xếp hạng những cái đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất thì Việt Nam với Myanmar đang cũng không điểm vào âm 4, nhưng Việt Nam đang đứng ở trong top 4. Đấy, trong trường hợp ở trận lượt trận cuối cùng, nếu như mà Việt Nam mà có điểm thì Myanmar mà không có điểm thì đương nhiên là Myanmar bị loại rồi. Nhưng trong trường hợp mà Myanmar có điểm mà Việt Nam không có điểm thì đương nhiên là chúng ta bị loại. Đấy, cho nên là cái kết quả của trận Myanmar với Ấn Độ và Việt Nam với Saudi Arabia nó sẽ quyết định tới cái tấm vé đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp đấy. Thì đây là trận đấu mà về cơ bản thì Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, sẽ không dễ cho Việt Nam đâu, bởi vì Saudi Arabia là đội bóng mà rất là mạnh, mình đánh giá đội bóng mạnh nhất ở bảng đấu này, và cái việc họ chưa giành vé đi tiếp mà Iran có vé đi tiếp trước thì đó là việc mà Iran gặp Việt Nam trước thôi, đúng không? Ở trận đấu này thì mình vẫn đang kỳ vọng vào việc mà Việt Nam có thể có được một kết quả hòa, bởi vì thực tế mà nói thì Saudi Arabia họ chỉ cần một kết quả hòa thôi là sẽ đi tiếp rồi, đúng không ạ? Đấy, là Việt Nam cần một kết quả hòa để mà giành vé đi tiếp, thì chúng ta cùng chờ xem thầy trò Nguyễn Hoàng Anh Tuấn có làm được điều đó hay không. Còn về cơ bản, nếu như xét về thực lực và các yếu tố chuyên môn thì mình đánh giá là Saudi Arabia sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này, có khả năng sẽ thắng 2 bàn cách biệt. Nhưng nếu chúng ta để thua 2 bàn cách biệt thì Olympic Việt Nam sẽ về nước mà thôi, sẽ rất khó. Cho nên là chúng ta phải cố gắng giành được 1 điểm ở trận đấu này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.